Dạ rồi, em xin phép chào chị gái nhé. Dạ, em chào. Chị có thể giới thiệu là chị tên là gì? Em tên Vũ Ngọc Khánh Vân, em ở Vĩnh Long. Hôm nay là chị về đây, chị báo tin vui. Dạ, em tìm được bé con em rồi, em mừng lắm mà. Em cũng cảm ơn mấy anh chú, rồi mấy bà con cộng đồng mạng tìm em bé em mấy ngày nay. Cách đây là ngày hôm kia. Dạ, ngày đúng không 26, ạ? 26, 26 tháng. Dạ. Chị về đây cùng với ông xã? Dạ không, ông xã em nghỉ không ngày đi tìm bé rồi. Ông xã em phải đi làm chứ nghỉ hoài không được. Không, ý em nói là cái ngày hôm kia là chị về đây cùng với ông xã của chị. Dạ đúng rồi. Đúng không ạ? Em lên đây nhờ đội hiệp sĩ của anh Hải là mọi người cộng đồng tìm cái bé giùm em á. Em còn nhớ rõ cái hình ảnh cái lúc đó là hai vợ chồng, và đặc biệt rằng chị khóc rất nhiều. Dạ. Chị có chia sẻ rằng là chị còn mắc một cái căn bệnh đó là tiểu đường. Dạ. Em bị huyết áp tiểu đường, như là dạ, giờ hiện tại là nó qua bên tim mạch luôn. Dạ. Là em bị nay 5 năm mà. Hiện tại em chích insulin với lại uống thuốc. Cái tình thần của chị lúc đó rất là hoảng loạn, đúng không ạ? Rất lo lắng. Em bị huyết áp mà bữa đó em xỉu luôn, không nhờ người nhà chở đi cấp cứu kịp thời chắc chết. Nhưng mà hôm nay chị vui chưa? Dạ rồi. Vui nhiều không? Vui dữ chưa? Dạ, tìm bé được em mừng lắm. Chị thấy anh em giúp đỡ chị như vậy là nhiệt tình chưa? Dạ, mấy mọi người giúp đỡ em nhiệt tình lắm. Em lên đây em cảm ơn mọi người. Có lấy tiền lấy bạc gì của vợ chồng chị không? Dạ, không có tốn tiền gì hết trơn. Giúp đỡ hoàn toàn miễn phí đúng không ạ? Dạ. Và giúp đỡ rất nhiệt tình. Dạ. Và bây giờ thì con nhà mình về rồi. Dạ, bé về rồi. Dạ. Vui rồi ha? Dạ. Rồi bây giờ em xin phép chuyện trò cùng với bé. Dạ, dạ. Cục vàng của chị ha. Rồi chú chào con. Dạ chào chú. Con gái tên gì? Dạ con tên Vi. Ừ, Vi ha. Dạ. Tên rất đẹp, mặt rất dễ thương, đúng không ạ? Bây giờ con có thể chia sẻ là lý do gì con bỏ nhà đi? Dạ con sợ chú ơi. Sao? Dạ con sợ. Con sợ con bỏ nhà đi? Tự dưng sợ bỏ nhà đi? Con đang học lớp mấy? Con học lớp 10. Học lớp 10, học sinh giỏi không nè? Dạ, cũng trung bình rồi. Được giấy khen không? Dạ không. Xuất sắc không? Dạ không, ý là không xuất sắc. Đang học lớp 10 vậy là con nghỉ học mấy ngày rồi? Dạ 3-4 ngày. 3-4 ngày con nghỉ học, bây giờ con thấy tiếc không? Dạ cũng tiếc. Con bỏ nhà đi là theo như con là đúng hay là sai? Sai chưa? Sai thì sửa nhá. Vâng. Rồi bây giờ ôm lấy mẹ. Ôm nhiệt tình vào, ôm đàng hoàng. Ôm mới nhẹ mấy ngày chú ơi. Xin lỗi mẹ đi. Xin lỗi mẹ. Hôn mẹ cái. Nhõng nhẽo quá. Trời ơi chị hai đúng không? Dạ. Còn hai đứa em nữa đúng không? Vâng. Chị hai làm này làm cho ba mẹ cú sốc hơi lớn ha. Vậy là con hôm đó là con đi đâu? Con qua nhà bạn học. Con đi được mấy ngày? Sao con về? Đi đắt về. Con có thấy các chú đi tìm không? Con có. Xem là các chú đăng clip không? Dạ có. Nên mà về đúng không? Ừ. Bây giờ về rồi thì bây giờ con hứa với mẹ sao? Hứa mẹ là con đi nữa. Ở nhà ta học với mẹ nha. Ừ. Vừa rồi đi vậy con có nhớ nhà không? Dạ có. Nhớ ai? Nhớ mẹ, nhớ em. Không nhớ cha hả? Có chứ. Nhớ ai nhiều nhất? Hai đứa em thì từ khi chị hai đi, hai đứa em nó rất buồn, mẹ về đây khóc rồi mà mình sao mình lại đành lòng mình bỏ đi. Sao thế? Đúng không? Tâm lý con người. Tâm lý con người gì? Năm nay cưng mới có 15 tuổi tâm lý gì? Trời ơi, có tâm lý không ổn định. Bộ nhà ba mẹ la dữ lắm hả? Dạ không. Chứ sao? Ý là sợ thôi chứ ơi. Nhưng mà con sợ cái gì nè? Hay là con nghe lời bạn bè rủ dê đi? Dạ không phải. Tụi nó sợ nó bỏ đi á. Ở nhà ba mẹ có la rầy không? Dạ cũng có chứ. Thì làm cha làm mẹ ai không la rầy con ấy cho nó tốt, ai không muốn con mình tốt. Nhưng mà la là ba mẹ la đúng đúng không? Tại con làm sai ba mẹ mới la thôi. Chứ con mà làm đúng ba mẹ đâu có la. Bây giờ mình là chị hai mà mình tự dưng mình bỏ đi, cái xong này các em lại học tập theo chị hai bỏ đi như vậy thì đâu được đúng không? Mình sai rồi đúng không? Chị hai con phải làm gương cho mấy em. Đúng rồi, mình phải làm gương. Bây giờ mình dừng mất mấy ngày học rồi, nào là thầy cô nhớ, bạn bè nhớ, đặc biệt cha mẹ rất lo,
rồi em thơ. Hôm qua dắt nó lên lớp nó gặp mấy bạn nó ai cũng ôm nó hết, thương nó lắm rồi. Nhớ kêu chứ nó sao đi học không? Mà nó nói để con suy nghĩ rồi. Ôi trời đất ơi, suy nghĩ gì nữa? Nó để suy nghĩ rồi đi học thôi. Nghỉ hết tuần này, hôm nay là thứ sáu rồi, thứ hai bắt đầu cấp sách tới trường. Em cũng nói là thôi mẹ xin trường cho con nghỉ hết tuần này á, rồi con suy nghĩ đi, rồi thứ hai ấy thì đi học lại. Thứ hai đi học nhá. Không đi học thì sau này làm gì giờ? Giờ mới nghỉ học lớp 9 hơn, có bằng lớp 9 sau này đồ bỏ cũng ra chứ làm gì được. Bằng lớp 9 làm được cái gì? Đó. Chẳng làm được cái gì. Cỡ nào cũng phải hết 12 đi rồi mới tính được. Thậm chí cái bằng lớp 12 cũng chẳng làm được cái gì luôn. Giờ, chú nói thật, chú nói rất nghiêm túc. Cái bằng lớp 12 làm được cái gì bây giờ? Nên mà phải học, quyết phải tâm học. Bằng phổ thông cũng đỡ hơn là bây giờ con phải nhìn nhận như thế này, chú nói để con gái được hiểu dễ này. Bây giờ thấy ba mẹ đi làm cơ không? Ba mẹ làm nghề gì con biết không? Làm gì? Thế công nhân cực không? Cực hay sướng? Thế ba mẹ kiếm đồng tiền dễ không? Vậy con có thương ba mẹ không? Thế mẹ của con chân chút xíu không? Thấy không? Tội không? Mẹ rất trẻ, nhưng mà mẹ rất nhiều bệnh. Và đặc biệt rằng ba thì ngày hôm nay không về được vì lý do là vì mưu sinh, để kiếm tiền về nuôi cho các con, đúng không? Nên mà bây giờ con muốn không phụ công của ba mẹ, con phải học thật giỏi, ngoan ngoãn học thật giỏi. Cái nhiệm vụ của con chỉ cần ăn và học, học giỏi là ok rồi nhá. Đừng bao giờ mà suy nghĩ cái chuyện mà nghỉ học và đi làm kiếm tiền, bởi vì nếu con suy nghĩ như vậy sau này con sẽ hối hận. Chú nói thật đấy, nghiêm túc đấy, được không? Bây giờ con hứa với tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng sẽ không bao giờ bỏ đi nữa và chăm ngoan học giỏi. Con hứa sao? Con hứa đi. Chắc chắn nhé, đừng bao giờ làm mọi người thất vọng. Sau này thì con học giỏi, con sướng bản thân con thôi, chứ ba mẹ ông đâu có mong muốn là con học giỏi để con làm ông này bà kia để mang tiền về cho ba mẹ đâu. Ba mẹ sau này mong muốn là con học thật giỏi và con có cái tương lai thật tốt đẹp. Con có thích nhà lầu xe hơi không? Đó. Con có thích sau này con đi xe sang, xài điện thoại xịn, ăn mặc đồ hiệu không? Thích không? Chứ, trời, ai không thích. Nếu mà thích để được cái kết quả như vậy thì mình phải làm gì? Đi học. Ngoài việc học cho mình còn phải làm gì nữa? Phải luôn luôn nỗ lực và cố gắng, đúng chưa? Chứ bây giờ mình đi chơi nè, mình bỏ nhà mình đi bụi nè, đi bụi xấu lắm, đúng không? Bây giờ tự dưng cái mình bỏ học mình đi bụi, sau này cái mình làm gì con biết không? Sách hồ nói không? À, nếu mà bây giờ con bỏ học thì chú biết cái nghề của con tương lai là gì rồi? Cho đi bán vé số, chịu không? Hay đi sách hồ? Hay đi làm công nhân? Nếu mà không muốn làm những công việc đó thì bây giờ phải cố gắng học nhá. Sau này thì còn xây nhà lầu cho ba mẹ, còn mua xe hơi cho ba, ba chạy vòng vòng đi ngoài đường chở mẹ đi chơi, đúng chưa? Chứ bây giờ mình nhìn thấy nhà hàng xóm này, nè chú nói đơn giản này, bây giờ mình nhìn thấy nhà hàng xóm giàu, nhà lầu xe hơi mình có mê không? Đó. Nhưng mà nghe chú, tập trung vào việc học, mọi chuyện bên ngoài bỏ qua hết, được không? Ở nhà mình có xài điện thoại nhiều không? Dạ có. Chơi game nhiều không? Không có chơi game. Chơi gì? Lên nước mạng xã hội vậy thôi. Rồi con coi cái gì trên đấy? Ờ thì con lướt chúng gì con coi đó. Một ngày mình xài mấy tiếng? Đi học thì ít có xài. Mẹ mua cho điện thoại gì á? Đẹp, chú thấy cầm đẹp dữ à? Điện thoại gì á? Samsung chứ. Trời ơi, điện thoại xịn dữ, iPhone mà. iPhone đâu? Samsung ấy. Đâu, giờ chú xem phải không? Sao nhìn giống iPhone quá vậy? Samsung ấy. Ui giời, điện thoại xịn thế nhỉ? Chú nào xoài cái điện thoại cùi bắp mà con xài điện thoại đẹp thế? Bà mẹ cưng dữ ha. Rồi bây giờ con có điều gì con muốn chia sẻ, con nhắn gửi tới tất cả các bạn trẻ. Đừng giống như con nói đi. Thưa mọi người là đó là có nghĩ gì thì nhớ nghĩ thông, đừng có mà giống con. Giống con. Giờ con thông chưa? Thật sự là tuổi của con thì các chú biết là cái tuổi của con rất là cái tuổi rất là hiếu kỳ, nhưng mà các con là phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ và cố gắng học giỏi để sau này là còn giúp ích cho gia đình cũng như giúp ích cho xã hội, nhớ chưa? Đừng có làm một cái điều gì đó dại dột nhá. Lần này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, các chú đi tìm các con mệt lắm nhá, ba mẹ mệt mà các chú cũng mệt lây, đừng có bỏ đi nữa, hứa.
Thế không có thể. Hứa thôi nha, hứa phải giữ lời nha. Không giữ lời là không được đâu nha. Vâng. Chị có điều nào chị muốn cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không chị? Dạ, ở đây em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng giúp đỡ em tìm con mấy ngày qua. Em cảm ơn nhiều lắm ạ. Rồi, bây giờ cái chuyện gì sóng gió cũng qua rồi nhá. Dạ. Bây giờ con về rồi thôi thì cố gắng động viên con. Dạ. Và nên quan sát con nhiều hơn. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị thì tiếp tục hôm nay anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải lại ghi nhận một cái sự việc là một cái tin vui thì cách đây hai hôm về trước thì hai vợ chồng của anh chị ở quê Vĩnh Long chị ha. Dạ. Về đây để nhờ tìm con và đặc biệt rằng bé là mới 15 tuổi đang học lớp lớp 10 đúng không ạ? Dạ. Bỏ đi thì anh em đã ghi nhận và bằng cái sự nhiệt huyết cố gắng hết sức thì anh em cũng đăng tải nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội cái tin tức để tìm bé thì đổi lại thì anh em cũng nhận được cái tin là bé đã quay trở về thì anh em cũng rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã luôn quan tâm chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đỡ chương trình tìm kiếm người thân được thành công tốt đẹp hơn. Thì em không biết nói gì hơn thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã luôn quan tâm yêu thương cũng như là giúp đời giúp người cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Em không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn và chân thành cảm ơn. Thì hôm nay chị cùng với con gái về đây là báo tin vui. Dạ. Cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Dạ. Được biết. Dạ. Thì anh em cũng như là cô chú anh chị là chia sẻ cái niềm vui cùng với gia đình. Dạ. Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng xã hội để báo tin vui cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Con gái đồng ý không? Rồi bây giờ chú chỉ chúc con thật nhiều sức khỏe và học thật giỏi, đặc biệt là luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Mình phải làm gương cho hai em nhá. Rồi xin phép chào chị. Rồi chào con gái nhá. Bye bye.